Con xin vào chùa làm công quả để được có thời gian tụng kinh Địa Tạng cùng đạo tràng của chùa mình. Nhưng cứ mỗi lần vào thời khóa, con đều không tụng được và tâm trí tạp loạn. Đã hơn 2 tuần mà con vẫn chưa thuộc và chưa tụng được. Con rất chán nản, kính mong Thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để con có thể thâm nhập kinh tạng. Con xin thành kính tri ân Thầy. Cái trường hợp này Thầy khuyên là mỗi một ngày trước mắt lên hành sám lấy 2 lần. Lúc tụng kinh chưa được thì cũng cố gắng mà ngồi. Câu được, câu không cũng là đáng quý. Còn ngoài ra những cái thời, ví dụ buổi trưa hay buổi tối, lên trong đại tượng ấy, lên trên đại tượng ấy, ở một cái ban nào đó mà nhất tâm để đỉnh lễ, 118 lễ gọi là sám hối. Dùng cái phương pháp hành sám để sám hối đã. Tất cả những người nào mà tu tập mà gặp cái chướng duyên nặng nề, hoặc là buồn ngủ, hoặc là tán tâm, hoặc là nghĩ bậy, hoặc là chán nản, vân vân, đều có thể dùng cái phương pháp hành sám. Tức là gì? Cung kính đỉnh lễ danh hiệu của các đức Phật. Mà cái phương pháp hành sám mà Thầy mới soạn đó là 118 lễ đó. Các vị nhất tâm để lễ, lễ đứng được thì tốt nhất. Nếu mà yếu quá, mệt quá, già quá, không thể lễ đứng được thì lễ quỳ cũng được. Mà quỳ không được, người bệnh không thể quỳ được thì ngồi cũng được. Đấy, khai cho hành sám, lễ thành tâm bậc thượng gọi là đứng mà lễ, lễ trang nghiêm, lễ thành kính, cứ nhẹ nhàng từ từ mà lễ, lễ như lý như pháp. Ví dụ như là gì? Nam mô Phổ Quang Phật. Chúng ta đứng trang nghiêm, Nam mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ. Khi lễ xuống thì chúng ta phải ngả hai bàn tay lên. Và nếu chúng ta nhanh, chúng ta quán tưởng được gì? Được Đức Phật Phổ Quang đặt hai bàn chân lên hai bàn tay của mình, thoáng qua một cái thôi, thì bắt đầu mình lại gì? Nắm bàn tay lại và úp xuống, và mình co lại và gì? Lại tiếp đứng lên. Tiếp tục Nam mô Phổ Minh Phật, lễ xuống một lễ. Cũng tương tự như vậy, cho đến hết lễ thứ 100, thứ 10, 18 như thế. Sau đó thì mình mới quỳ xuống. Nếu như khỏe, yếu thì có thể ngồi mà gì? Mà khấn nguyện Hồng Ân Tam Bảo, chư Phật mười phương, Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, Đức Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, vân vân, chư vị Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Mẫu Chuẩn Đệ Vương Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Già Lam Chân Tể Thủy Từ Tác Đại Chứng Minh, xin thương xót con, xin giúp đỡ con, xin gia hộ con. Con Phật tử hoặc là con họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đọc ra. Do từ vô thủy kiếp trước đến nay, do vô minh nghiệp chướng gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp, do phúc mỏng nghiệp dày cho nên bây giờ con mới bị cái gì? Cái chướng là lên, ví dụ chướng như Phật tử này, và lên tu tập thì gì? Tu tập thì không định tâm, hoặc là lên tu tập thì hay sinh tâm chán nản, ABC gì đó, có gì, cầu gì thì cứ nói ra. Ví dụ như mình cầu cho con trai lớn có thể nó sớm có người yêu để lấy được vợ, để cho phận làm cha làm mẹ được yên thân, sớm có cháu bồng, cháu bé, vân vân. Cầu cái gì thì cứ nói ra. Cầu cho đứa con gái 2, 3, 40 tuổi mà nó vẫn chưa có chồng,
muốn cho nó yên bề gia thất thì cứ thế mà nói ra, có sao đâu. Mình là Phật tử mới đến chùa học Phật, tu pháp đoạn ác hành thiện, đi theo từng bước dần dần, gọi là thứ nhất là tu tại gia, tức là mong cho gia đình nhà mình được gì, trên hòa dưới thuận. Mọi cái trách nhiệm ở thế gian của mình, ví dụ phần làm bố làm mẹ thì muốn lo cho con cái yên bề gia thất để mình cũng an tâm để học đạo, để tu tập, để hộ trì chính pháp, vân vân. Đó cũng là cái ước mơ, cái điều mong cầu chính đáng. Thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát, các ngài tuy không phải là vị thần ban phúc giáng họa, nhưng cái gì xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta, bỏ tối theo sáng, bỏ ác theo thiện, cho nên tự nhiên nó sinh trưởng công đức. Giống như trong căn phòng tối này, đóng hết cửa lại thì phòng nó sẽ gì? Sẽ tối. Mở cửa ra thì phòng nó sẽ sáng. Nếu mà chưa đủ sáng bật điện lên thì phòng nó sẽ gì? Sáng lên thôi. Sáng và mở cửa ra là ví cho gì? Cho các thiện pháp. Tối là ví chỉ là đóng cửa lại và tắt đèn đi, là ví cho gì? Cho ác. Cho nên ác thì ví như gì? Như màn đêm, như bóng tối. Thiện thì ví như ánh sáng quang minh vậy, các quý vị. Cho nên khi chúng ta phát khởi tâm lành hướng thiện thì tự nhiên công đức từ đó mà sinh ra, chứ không phải là do chư Phật Bồ Tát ban phúc giáng họa cho ai, cho chúng ta, mà đó chính là do công đức chúng ta biết gì, biết cung kính, biết đỉnh lễ, biết quy mệnh tam bảo, biết hạ mình để đỉnh lễ chư Phật khắp cả mười phương. Cho nên cái từ cái tâm cung kính, hạ mình, tôn trọng những bậc tu hành đã thành tựu viên mãn trí tuệ và phúc báo, gọi là phúc trí nhị nghiêm như chư Phật Bồ Tát rồi, cho nên chúng ta tự nhiên sẽ sinh trưởng công đức. Mà có công đức thì tội sẽ diệt và phúc sẽ gì? Sẽ tăng. Mà tội diệt phúc tăng thì thường là gì? Cầu được ước thấy. Đơn giản thế thôi. Cho nên phải cố gắng mà gì? Mà hành sám. Tụng kinh Địa Tạng là để gì? Hiểu sâu về nhân quả, hiểu sâu về đạo hiếu, hiểu sâu về lời Phật dạy về bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đoạn ác tu thiện, đem áp dụng vào cuộc sống đời thường này để tự mình tu. Tu tức là gì? Là sửa mình, chuyển từ xấu ác thành thiện, thành tốt, thành lành, thành đẹp. Cho nên làm được như thế thì tự nhiên là gì? Mọi sự, mọi việc nó sẽ dần dần theo tâm ý mình mà thôi. Buổi đầu tiên đến ngôi chùa này, vào trong giảng đường này, bảo đi bật điện, chúng ta chả biết là công tác điện ở đâu. Nhưng bật một lần rồi, lần sau bảo đi bật điện, chúng ta biết nó ở gì? Ở đây. Chúng ta liền lên đây bật, nó sẽ sáng trưng cả căn phòng. Nhưng nếu chưa biết ở đâu thì phải đi tìm chán. Bật công tắc này vẫn chưa thấy sáng, bật công tắc kia, tìm hết căn nhà này chắc chắn cũng sẽ có gì? Có công tắc điện. Hiểu chưa? Người nghiệp nặng thì phải tu dần dần, giống như mới đến chùa lần đầu, đến nhà pháp hội lần đầu, bảo đi, bảo thầy bảo đi lên bật điện, bật quạt rồi trước lên con cho nó sáng nhà, cho nó mát mẻ. Quên hỏi thầy là công tắc điện, công tắc quạt ở đâu. Mà thầy có bảo là thì cứ lên đấy mà tìm nó, tất cả nó ở trong nhà ấy con. Thì lên chúng ta bật chỗ này chưa thấy sáng, bật chỗ kia chưa thấy sáng, thì chúng ta đi tìm hết, chắc chắn thầy bảo nó ở trong nhà, chắc chắn ở trong nhà chứ không thể ở tận ngoài đường Cú Ba được, các quý vị. Có đúng không? Đó, cho nên là gì? Đấy, lần đầu tiên thì chúng ta phải lạ lẫm, đi tìm mò mẫm một chút. Không sao.
đường dài cho kẻ yếu. Còn đối với kẻ mạnh, kẻ khỏe, kẻ dũng mãnh, kẻ tinh tiến đó thì dài đến đâu ông cũng sẽ gì? Sẽ đi được tới đích. Đó. Quan trọng nhất là gì? Là chúng ta phải có cái niềm tin kiên cố, phải có sự dũng mãnh, tinh tiến vươn lên. Chứ đừng có đến từ sáng đến giờ vẫn cứ gì? Ngủ thè cả lưỡi ra. Thế thì có mà đến đâu, đến đích làm sao đến được, đúng không? Nào mà đến ngồi từ sáng đến trưa, trưa đến chiều ngồi cứ thế này xem, cứ thế này mà ngồi xem, trang nghiêm thanh tịnh, nhìn như gì? Nhìn là ngồi như là quả chuông úp xuống, nhìn như là cái núi, dãy núi to dưới bé trên, nhìn là thế vững vàng như thế. Ma ngủ nó có đến, nó có nhìn thấy thì nó bảo ôi đi sang bà bên cạnh, cái ông này, cái bà này nhìn nó ngồi như thế này, chúng mày đừng có gì, đừng có sờ vào ông bà ấy, mà sờ vào cũng gì, trơn tuần tuột thôi, mày có đi ốp vào mắt một cái thì bà ấy mở mắt ra một cái là mình bị rơi xuống thôi. Cho nên sang cái bà bên cạnh nó ngồi cứ thế này nè. Đấy, sang cái ông, cái bà ngồi bên cạnh cứ thế này được một tí là gì? Đây, giờ rửa thế này nè. À, thế bắt đầu là... Đấy, thế là con ma ngủ nó phải đi tìm cái người mà gì? Thân thể, đầu tiên là thân thể ngồi gì? Ngồi siêu bên này, ngồi vẹo bên kia. Thầy thương thì mua ghế có tựa chúng ta ngồi để đỡ mỏi lưng, để nghe pháp, để tụng kinh. Chứ không phải là thầy mua ghế có tựa để cho các Phật tử chúng ta đánh một giấc từ lúc vào niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu gia bị xong cho đến lúc hồi hướng. Các cụ nghe chưa? Các anh, các chị nghe chưa? Đấy. Cho nên mọi cái đều có thể là tu tập. Tu có nghĩa là sửa mà. Con ma ngủ nó đến, tự mình phải phấn chấn lên. Ví dụ như thầy chẳng hạn, thầy này, Thịnh ơi, mi đến đây để nghe pháp, để tụng kinh, để tu hành, để... hay là đến đây để ngủ? Nếu đến đây để ngủ thì ở nhà đi làm. Nếu không đi làm thì ở nhà, trông cửa cho con, cho cháu nó đi làm. Đến đây để tu, để có chút công đức đem về cho gia đình, đem về cho người thân. Và đồng thời cũng là trang nghiêm chính thân tâm giới đức của mình. Chứ có phải đến đâu để ngủ đâu, Thịnh ơi. Đấy, thế nhắc nhở như thế một lần không được, hai lần không được thì cái phương pháp này dằn cái tai cho thật gì, thật mạnh xuống, thế là gì, nó đỏ tai lên, thế là nó sẽ đỡ được một chút. Hoặc nếu mình hay buồn ngủ thì hàng ngày hay buồn ngủ thì làm cái khăn thấm nước nhiều vào, và cứ buồn ngủ thì khoảng 3 đến 5 phút chúng ta lại lau mặt, lau tai, lau đầu một lần, vừa là lau mồ hôi cũng là vừa là nó được khoảng 5-7 phút đến chục phút đỡ buồn ngủ. Đấy là trường hợp buồn ngủ bình thường thì dùng cái phương pháp đó được. Còn mà buồn ngủ theo cái kiểu mà ma chướng, ma sự toàn tập đó thì phải thực hành cái phương pháp gọi là hành sám. Chẳng nhẽ lên lễ Phật đứng mà ngủ, vừa lễ vừa ngủ hay sao? Nếu có buồn ngủ đến đâu thì nó giật mình lê xuống, lên cái thân thể của mình nó luôn luôn vận động như thế, khiến cho gì? Thân tâm nó đều hoạt động, máu huyết lưu thông. Cho nên con ma thủy miên, con ma ngủ nó gì? Nó thấy chúng ta tinh tiến, dũng mãnh, nó cóm róm và nó bỏ chạy. Và nó gì? Không từ mà biệt. Đấy á, ông giáo ơi. Rồi, đấy là phương pháp gì? Phương pháp tinh tiến, tu tập phương pháp để có thể giải quyết những cái vấn đề mà nghiệp chướng sâu dày của mỗi người chúng ta bằng phương pháp hành sám, là dễ được tiêu trừ nghiệp chướng và sinh trưởng công đức. Trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng giải thích là gì? Nếu có ai nghe thấy danh hiệu của Đức Phật ấy lọt vào tai thoáng qua một chút thôi, sẽ tiêu được bao nhiêu?
bao nhiêu ức kiếp sinh tử chúng khổ. Huống chi nay là chúng ta niệm danh hiệu Ngài, lễ gì? Lễ kính danh hiệu Ngài. Cho nên tội diệt phúc sinh chính là ở chỗ hành sám này đây. Đó, chịu khó vào. Các vị cứ chịu khó vào. Chịu khó mà tu thì khi mà tội diệt phúc sinh á, thì chúng ta gì? Có khi làm chơi lại ăn gì? Ăn thật. Mà khi không có phúc á, thì gì? Làm thật đó mà lại gì? Lại vẫn cứ thua lỗ. Đầu tư bao nhiêu tâm huyết trí tuệ rồi công sức rồi thời gian vân vân, mong cho nó đến ngày đơm hoa kết trái để có thể thu nhập và mong đổi đời, nhưng đùng một cái là bị người ta lừa hoặc là gì, lại mất tất cả trắng tay. Đó gọi là người gì, kém phúc hoặc là gì, vô phúc. Thì làm thật mà lại gì, mà lại trắng tay. Còn người có phúc thì họ làm chơi mà lại ăn, ăn thật vì họ có phúc. Họ chả cầu cạnh cái gì cả, nhưng mà làm gì được nấy. Đấy là chỉ cho những người có phúc lớn. Phúc đấy là phải chúng ta tu mới được, chứ không phải là như một số các quý thầy hay một số các vị pháp sư hay các ông thầy cúng, ông thầy đồng bóng, ông thầy phong thủy nói gì? Nói là cứ bỏ tiền ra lập một cái đàn hoặc là mang tiền đến cúng các vị, cúng cho là khỏi là có phúc. Không phải đâu, đấy là lừa đảo đấy. Còn phúc ở đây là phải tu mới có, sửa mới được. Do chính mình tu tâm dưỡng tính, tội diệt phúc sinh thì mới được. Chứ đừng có nghe một ai đó bảo cầu cúng rồi thì được. Thì cái trường hợp đó đều là gì? Giả dối, là lừa đảo, đừng có tin. Rồi tiền mất tật mang.